Một cuộc sống mưu sinh trên hoang đảo kéo dài trong 4 năm, khát thì uống nước dương trên đảo, đói thì ăn cá sống dưới biển. 1.500 ngày, ông ta tạo các loại công cụ mưu sinh bằng tay không. Trên hòn đảo không một bóng người, ông ta phải học cách đánh lửa, học cách săn thức ăn. Để thoát khỏi được chỗ này, ông ta đã tự làm bè cứu sinh, đi được hơn 800 dặm Anh trên biển. Ông ta có thể thoát khỏi hòn đảo hoang này không? Sau khi trở lại xã hội, ông ta sẽ đối mặt với cuộc sống thế nào? Nam chính chắc là quản lý của một công ty vận chuyển. Trong công việc, ông ta vô cùng nghiêm túc, là một người nổi tiếng cùng công việc. Công việc của ông là bay đến khắp nơi để giao hàng. Nhưng cho dù như vậy, ông ta và vợ lại vô cùng hạnh phúc. Trước lễ Giáng sinh, ông ta hứa với vợ sẽ nhanh về nhà đón Giáng sinh. Lúc này, ông ta đang vận chuyển đơn hàng cuối cùng, ông ta lấy món quà Giáng sinh vợ tặng cho mình ra. Một chiếc đồng hồ bỏ túi in hình vợ, nhưng ông ta không biết rằng món quà này sẽ trở thành hy vọng để ông tiếp tục sống. Lúc ông ta đi vào nhà vệ sinh rửa tay, bỗng nhiên có một tiếng kêu lớn, một dòng khí lưu mạnh đã xuất hiện. Cả máy bay bắt đầu lắc lư dữ dội. Cơ trưởng dìu ông ta về chỗ và thắt dây an toàn. Ông ta ôm lấy phao cứu sinh. Cơ trưởng nói với ông, chúng ta có lẽ sẽ bị rơi xuống biển. Trong lúc hoảng loạn, áo phao của Chuck đã bị rơi ra ngoài. Đồng hồ đeo tay vợ tặng thì bị lăn sang bên kia. Chuck không hề do dự chút nào, ông ta không quan tâm lao về phía chiếc đồng hồ. Nhưng khi ông ta quay lại lấy áo phao thì đã quá muộn, máy bay đã rơi từ trên cao xuống biển. Nước biển tràn vào khoang máy bay, trong khoảnh khắc Chuck đã bị chìm. Ông ta nhanh chóng mở chiếc bè trong tay mình, điều may mắn là bè cứu sinh không cần sức để thổi, nhanh chóng kéo ông ta nổi lên mặt biển. Lúc này biển lớn đã biến thành biển lửa. Ông ta gắng sức trèo lên bè, sống chết nắm chặt lấy dây thừng, nhìn thấy tận mắt máy bay chìm xuống biển sâu, nhưng ông ta lại không thể làm gì. Sau đó là một làn sóng lớn ập đến, bè cứu sinh giống như một chiếc lá đang trôi nổi. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhận thức được nỗi sợ của biển. Không biết ông ta đã ngủ bao lâu, sau khi tỉnh dậy lần nữa, phát hiện mình đã bị trôi vào một hòn đảo hoang. Anh ta tìm được chiếc máy cứu hộ trên người, nhưng mà đã bị hỏng. Anh vội vàng lấy chiếc đồng hồ ra, mặc dù đã bị hỏng, nhưng ảnh của vợ vẫn còn ở đó. Những món đồ chuyển phát ở máy bay cũng trôi vào bờ. Anh ta thu lại đồ chuyển phát và bè, rồi đi lên bờ cởi quần áo bị ướt ra. Nhưng ông ta vẫn không thể chịu được, đây là một hòn đảo hoang. Ông ta hết sức hét to, nhưng đáp lại ông ta chỉ có âm thanh của biển ca. Ông ta chỉ đành viết dấu hiệu cầu cứu lên trên cát. Hy vọng có máy bay đi qua sẽ nhìn thấy ông ta. Sau đó, ông ta lấy chiếc bè để làm một chỗ ở đơn giản. Nhìn bức ảnh của vợ mình, ông ta đã qua một đêm, nhưng ngày hôm sau tín hiệu cầu cứu đã bị nước biển xóa một nửa. Ông ta chỉ đành tìm một vài khúc gỗ để thay thế. Sau đó, ông ta còn tiếp tục thu thập lại các món đồ ở khắp nơi, hy vọng lúc bản thân được cứu có thể chuyển những thứ này đi. Dưới thời tiết nóng bức, ông ta đã lâu không uống nước nên không thể chịu khát được nữa. Đúng vào lúc này, có một thứ gì đó rơi xuống, cầm lên thì thấy đó là một quả dừa. Ông ta quyết định cấp nước cho bản thân trước. Người đàn ông này dùng hết sức cầm quả dừa đập vào vách đá. Vì ông ta bị kẹt trên đảo hoang đã mấy ngày không được uống nước, nhưng dừa tự nhiên quả thực quá cứng. Ông ta liền cầm một hòn đá đập mạnh vào quả dừa. Kết quả hòn đá bị vỡ thành mấy mảnh, nhưng trong đó có một hòn đá vô cùng sắc bén, có thể dùng làm dao để mở quả dừa. Cuối cùng ông ta cũng uống được nước dừa, nhưng chỉ uống thì không giải quyết được vấn đề. Để lấp đầy chiếc bụng, ông ta quyết định xuống biển bắt cá. Nhưng lúc máy bay rơi xuống, giày của ông đã bị mất. Ông ta không những không bắt được cá, mà hai chân cũng bị đá cứa chảy máu. Ông ta chỉ đành lấy ống quần bọc lại, làm một chiếc giày vải đơn giản. Sau đó, ông ta đi lên núi. Sau khi trèo lên đỉnh núi, ông ta bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng xung quanh đều là biển. Muốn thoát khỏi chỗ này khó như lên trời. Nhưng bỗng nhiên ông ta thấy trên bờ biển có một người. Ông ta nhanh chóng chạy đến đó. Nhưng khi bơi đến rồi thì phát hiện đó là một đồng nghiệp đã qua đời. Ông ta cố gắng kìm nén đau khổ trong lòng, rồi đưa thi thể vào bờ. Sau đó cởi giày của đồng nghiệp đó ra, sau đó đo lên bàn chân mình. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng sau khi sửa thì vẫn đi được. Ông ta tìm được một chiếc đèn pin trên thi thể, vẫn có thể dùng được. Cuối cùng ông đem thi thể đi chôn, còn khắc bia cho người đó nữa. Ban đêm, ông ta nhìn bức ảnh của vợ, khó chìm vào giấc ngủ. Đây có thể là niềm hy vọng duy nhất có thể để ông sống tiếp. Không lâu sau dừa cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ông ta đành phải uống nước sương từ trên núi. Ông ta tích nước sương lại. Lại là một buổi tối nữa, ông ta đói không ngủ được. Vừa đi đến bờ biển, bỗng phát hiện đằng xa có một vệt sáng. Nhìn kỹ thì thấy là một con thuyền. Ông ta kích động hét to hết sức, nhưng thuyền cách ông ta quá xa, căn bản không phát hiện ra ông ta. Sau khi trời sáng, ông ta muốn tự lái thuyền cứu hộ qua đó, nhưng có một con sóng lớn đã ập đến, chiếc bè bị đâm thủng. Ông ta còn bị san hô cứa vào chân, kéo cơ thể bị thương của mình. Ông ta quay về uống hết số nước tích được. Lúc này ông ta đã hết sạch lương thực. Thấy những đồ chuyển phát trước mặt, ông ta cũng không quan tâm gì nhiều. Ông quyết định xé nó ra, hy vọng có thể tìm được thứ gì ăn. Chiếc hộp đầu tiên là đống băng nghe nhạc nên không có tác dụng. Hộp thứ hai và thứ ba là bóng chuyền và điều khoản ly hôn, cũng là những thứ không có tác dụng. May mà hộp thứ tư là một đôi giày. Nhìn thấy lưỡi trượt sắc nhọn, ông ta lấy một quả dừa ra thử thì bổ ra rất dễ dàng. Hộp thứ năm là một chiếc váy dài của nữ. Đây có lẽ là chiếc hộp có ích cuối cùng. Ông ta vừa mở nó ra, nhưng khi nhìn thấy biểu tượng cái cánh trên chiếc hộp, ông ta liền do dự. Có lẽ ông ta cảm thấy đôi cánh tượng trưng cho hy vọng. Cuối cùng ông ta để lại chiếc hộp đó. Sau đó ông ta dùng lưỡi trượt cắt quần áo ra để băng bó vết thương. Ông ta lại dùng chiếc váy để làm lưới xuống biển đánh cá, dùng cành cây vót nhọn để bắt cua. Nhưng ăn sống thì hơi khó nuốt. Ông ta hiểu được rằng mình cần lửa. Thế là ông ta bắt đầu đánh lửa bằng cách nguyên thủy nhất. Nhưng ông Tê đánh từ sáng đến tối. Cho đến ngày hôm sau tay cũng bị mòn, mà cũng không có ngọn lửa nào. Lúc này Chuck đã tức điên lên. Ông ta cầm quả bóng chuyền ném nó ra xa. Nhưng sau khi ông ta bình tĩnh lại, khi thấy vết máu in lên quả bóng, ông ta bỗng nghĩ ra một cách. Ông ta vẽ lên quả bóng một cái mặt cười, sau đó còn đặt tên cho nó là Wilson. Vậy là ông ta đã có người bạn đầu tiên trên hòn đảo hoang. Chuck bị kẹt trên một hòn đảo hoang mà người bạn duy nhất của ông là quả bóng chuyền hình mặt cười. Mặc dù là quả bóng chuyền nhưng lại mang đến sự cổ vũ cho Chuck. Ông ta bắt đầu đánh lửa một lần nữa. Dưới sự cố gắng không ngừng, lần này cuối cùng ông ta cũng thành công. Ông ta vui mừng hò hét, sẩm tối. Ông ta vui mừng nhảy quanh đống lửa như một đứa trẻ và ăn hải sản nướng như ông ta mong ước. Ông ta nói về những gì đã trải qua với Wilson. Wilson từ lâu đã trở thành động lực cổ vũ tinh thần của ông. Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã 4 năm trôi qua. Chuck lúc này ánh mắt kiên định, trên cơ thể đều là những dấu vết của thời gian. Wilson cũng đã biến thành một dạng khác. Hôm đó, Chuck bị một âm thanh đánh thức. Nhìn thì thấy đó là một tấm đậy bằng nhựa. Nhìn thấy tấm đậy trước mắt, bỗng nhiên bị một ngọn gió biển thổi đổ. Ông ta bỗng nhiên nghĩ, nếu đợi hướng gió thay đổi và dùng nó làm buồm, như vậy là có thể thoát khỏi hòn đảo hoang này. Nói là làm, ông ta chuẩn bị làm thuyền gỗ. Ông ta thu thập một số lượng cây gỗ, sau đó xé vỏ cây và dùng dây đan cố định lại thành một chiếc bè. Sau đó lột hết tất cả vỏ cây ra, thậm chí còn dùng cuộn phim làm dây nhưng vẫn không đủ. Do hết cách, ông ta trèo lên đỉnh núi. Ông ta từng để một sợi dây thừng để tự sát, bây giờ sợi dây này lại là hy vọng của ông ta. Có sợi dây thừng, chiếc bè gỗ cũng rất nhanh được hoàn thành. Hôm đó phương hướng cũng được thay đổi. Chuck cũng hạ quyết tâm. Ông ta đem theo cả Wilson và hộp hàng chưa được bóc. Ông ta chèo bè xuất phát. Ông ta một lần nữa gặp một đợt sóng đánh lật, nhưng lần này ông ta nắm được cơ hội. Ông ta mở buồm và chống lại con sóng. Cuối cùng ông ta cũng xông ra, cũng thoát khỏi được nơi anh ta mắc kẹt 4 năm. Nhưng lúc ông ta quay lại nhìn hòn đảo thì trong lòng lại có chút không nỡ. Nỗi khổ đó không ai có thể hiểu được. Cứ như vậy, một người một bóng bắt đầu lênh đênh trên biển. Những ngày tháng sau uống nước mưa, đói thì bắt cá dưới biển. Nhưng cho đến một đêm, một trận gió bão ập đến. Chiếc buồm bị gió thổi cuốn đi. Chuck chỉ có thể ôm chặt lấy Wilson, nhưng cuối cùng ông ta cũng chìm vào hôn mê. Đợi đến khi ông ta tỉnh lại, Wilson đã biến mất. Ông ta bị sóng cuốn trôi. Chuck không quan tâm gì mà nhảy xuống nước, nhưng lại không làm gì được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Wilson bị nước cuốn đi. Mất đi bạn đồng hành 4 năm, Chuck vô cùng đau khổ. Ông ta ném mái chèo đi, định mặc cho nước đẩy đi. Vào lúc ông ta muốn từ bỏ thì có một con thuyền chở hàng xuất hiện trước mặt. Ông ta hết sức cầu cứu. Sau khi được cứu, công ty đã tổ chức một buổi tiệc cho ông ta, còn sắp xếp cho ông ta những thứ dùng hàng ngày. Nhưng bây giờ ông ta chỉ muốn gặp vợ của mình là Kelly. Nhưng 4 năm đã biến thành hư vô. Người vợ ông ta nhớ bao lâu nay đã lấy người khác. Sẩm tối ông ta đã nhìn chiếc đồng hồ đã bảo vệ mình. Ông ta lấy hết dũng khí để đi tìm Kelly. Ông ta vừa ấn chuông cửa thì cửa đã mở. Hóa ra Kelly vẫn luôn đợi ông. Nhưng đến khi Chuck vào nhà thì phát hiện Kelly không chỉ lấy người khác mà còn có một cô con gái đáng yêu. Ông đã hiểu được mình đã mất đi cô ấy. Ông cầm chiếc đồng hồ Kelly tặng, trả lại cho Kelly. Nhìn chiếc đồng hồ đã rỉ sét, Kelly cuối cùng cũng hiểu người đàn ông này yêu cô bao nhiêu. Kelly kéo Chuck vào nhà để xe. Trong này đã từng để chiếc xe cũ của Chuck. Trên xe có những ký ức chỉ thuộc về họ. Hai người rõ ràng yêu nhau nhưng lại không được ở cạnh nhau. Sau khi Chuck lái xe đi, Kelly không thể chịu được nữa. Cô khóc to đuổi theo sau, hét tên người mình từng yêu. Nghe được tiếng của Kelly, Chuck vừa lái xe không xa đã vội vàng quay lại. Hai người mặc kệ trời mưa, họ ôm hôn nhau thật chặt. Bọn họ nói ra tình yêu với đối phương. Sau đó Kelly lên xe của Chuck. Trên xe cô ta đắm đuối nhìn Chuck, nhưng Chuck lại nói em nên về nhà rồi. Sau đó ông lái xe đưa cô về nhà, vì Chuck hiểu rằng bọn họ đã hết hy vọng rồi. Nếu đã cho ông cơ hội được sống lại thì ông phải sống thật tốt. Bây giờ ông ta quyết định gói lại món hàng có hình đôi cánh. Ông ta viết lại giấy nhắn trên gói hàng. Trên đó viết cảm ơn bạn, món hàng này đã